Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại kênh tuổi của tính. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa cái lỗi là khi bật máy lên cứ bật đi các bạn, tắt đi khởi động lại lần lượt nó vẫn cứ hiện này. Reboot and sleep proper most device. Cái lỗi này nó cứ nhấp nháy gạch này. Cái lỗi này thì trước tiên thì các bạn sẽ kiểm tra cái ổ cứng của mình. Sẽ các bạn kết nối dây nguồn như là dây cáp dữ liệu trường. Tiếp theo thì các bạn cần chuẩn bị một cho mình một cái USB. Đây mình có một cái USB để DCBot mình tự tạo, hoặc các bạn có thể xem cái video ở dưới mô tả của mình để hướng dẫn tạo cái USB của mình để cứu. Hoặc giờ ta cắm cái USB vào máy nhá, xong bắt đầu khởi động lại nhá. Khởi động lại máy để vào kiểm tra. Cái này thì trường hợp này thì nhận ổ, nhưng mà ổ cứng nó bị ổ C nó bị không nhận định dạng. Rồi bây giờ mình sẽ bot nhá. F11 để bot nhé. Còn F11 của mình F11. Rồi, máy mình đang ở cái MBR nên mình sẽ chọn USB MBR. Mình sẽ không chọn vào chọn MIDI Windows 64 bit. Màn hình máy mình hơi bẩn thì chưa vệ sinh được, các bạn thông cảm nhé. Rồi cái bước này nó sẽ load xong. Rồi các bạn sẽ vào zip PC ở góc trên này. Đấy, để kiểm tra. Đó, đây ổ C của mình nó đang không nhận định dạng, các bạn không thể bấm vào được đây. Đây nhá, ổ C của mình đây. Bây giờ các bạn có thể là vào ổ C vẫn còn, có nghĩa là cái ổ đây, cái ổ này với ổ này là một cái ổ cứng. Ở đây mình có hai cái ổ cứng cơ. Ổ này với ổ này là một ổ, nghĩa là ổ này vẫn còn dữ liệu đây, và ổ này thì nó đang bị không định dạng. Bây giờ mình sẽ sửa, em vào Dict Tool, vào Partition này. Đây các bạn sẽ nhìn thấy cái ổ C ta thì nó sẽ không còn dữ liệu nữa. Đây bây giờ thì các bạn một thì các bạn sẽ khôi phục lại phân vùng, hai là các bạn format đi cài win lại. Rồi bây giờ là như mình muốn cứu dữ liệu ổ C, biểu C mình còn khá nhiều dữ liệu, bây giờ ta thực hiện theo cách chuột phải vào cái link 2 này có. Rồi sau khi thử phần mềm thứ hai không được, bây giờ các bạn ở giao diện DLC menu thì các bạn vào cái data recovery này cho mình. Mình sẽ chọn cái này 00 đích này. Mình sẽ Z để mở đi. Thử hết tất cả các này nữa để cứu lại ổ của mình nhé. Cái này không mở được rồi. Rồi đây. Scan ổ C của mình. Dữ liệu thì không cần quan trọng lắm đâu, quan trọng là mình những cái dữ liệu mình để ở màn hình ấy thì có một số cái mình cần lấy lại. Mình cài Win thì đơn giản thôi, nhưng mà mình muốn lấy lại cơ. Làm ra các bạn đợi nhé. Bởi xong mình sẽ báo kết quả. Sau khi chạy xong cái phần mềm mà Active Operation Recovery này thì nó sẽ vân ra cái ấy ổ C cũ của mình đây. Đây Quick and Fit này. Sau khi mà thực hiện quét tôi không thể khôi phục được phần vùng, tôi chỉ quét lấy bằng Data Recovery Wizard để lấy những cái file cần thiết. File cần thiết ở ổ tôi đã backup ra rồi, ở phần mục program data với lại mục user. User nó có cái top download cái kiểu này. Chọn đúng cái tên của mình thôi đây.
bên trong rất nhiều file của mình. Ôi, bây giờ tôi sẽ lưu sang một ổ khác rồi. Ok, bây giờ tôi sẽ bắt đầu cài Win lại nhé. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang cái data recovery này, tôi sẽ end đi. Bây giờ tôi sẽ vào partition ra này để cài, để xóa đi và convert nó sang về định dạng GPT. Ok, đây hai ổ của tôi đây, để tôi sẽ convert sang GPT nha. Hoàn thiện apply option này. Tôi convert ổ dưới như thế này. Apply. Bây giờ tôi sẽ đép cái ổ này đi, ghi lại nha, tạo lại, đánh chữ win vào rồi, bên bên giờ apply đi. Ok, apply, cái máy quay tôi hơi bị lệch rồi. Bây giờ các bạn sẽ vào cái ổ win của các bạn, file win của bạn ở đây tôi đã có sẵn ở trong máy rồi. Đó là file episode 4. Rồi cho sang hồ lý ảo nhé. GPC đây, ổ đi ảo đây, để tôi vào ổ đi ảo thì bắt đầu cài nhé. Win thì đã bắt đầu có rồi đây, hiện rồi đây. Nấc rồi chọn cài đặt, cài hình thì mình những file cần thiết rồi. Ở đây nói bạn lựa chọn là Edu, Enterprise, Pro rồi, rồi tôi sẽ chọn bản Pro thôi, bình thường mà không chọn bản nào khác. À rồi, vừa nãy là mình đang ở bot ở cái USB này, nó định dạng là key. Bây giờ tôi sẽ bot lại cái USB về định dạng GPT nhá, VFI ấy. Rồi bây giờ tôi sẽ tắt đi, quên mất là chưa bot lại cái USB. Bây giờ bắt buộc các bạn vừa convert cái ổ sang mà bây giờ sang GPT thì các bạn phải bot lại nhé. Bây giờ tôi bot lại này, ấn M1 nhé. Quả thì ấn mạnh liên tục thì không hỏng được. Rồi bây giờ tôi sẽ VFI để chọn dòng dưới. Vừa nãy dịch vào dòng này thì không được nhé. À rồi, mình còn chưa setup. Nghe tôi setup nha. Setup nó về cái định dạng baby nha. Hai phần nút nè. Rồi bây giờ ta sang tab bot nè. Kéo xuống bên dưới CMS nè. Bạn lấy cái key này, thì các bạn chọn WebFi. Rồi bây giờ các bạn lưu thì các bạn sang thẻ exit em hoặc M10. Đấy, các bạn vào cái server chạy exit này, cái đầu tiên này, hoặc các bạn ấn F10. Yes, rồi bây giờ bot lại nha.
ไอ้เป็นโหลดเนี่ยBây giờ tôi đã bót cái chế độ của WebI. Đây, bây giờ chúng ta sẽ vào setup thôi. Bây giờ ổ của ta đang định dạng GPT nhé, thì ta phải cài cái này mới được rồi này. Rồi nó đảo cái này rồi. Rồi em ta này mình là ổ e còn ổ game ổ...để mình đổi lại cái này đã nhá, không tí nữa nó loạn hết những cái dữ liệu của mình, nó ổ này nó need to partition này rồi. Bây giờ ổ này tôi sẽ trang letter rồi cho nó về ổ h đã, tạm thời về ổ h đãổ win này tôi sẽ trang letter cho nó về ổ c, ok c ổ f ổ này là ổ e trang letter e còn ổ game là ổ g hai ổ d ổ d ổ d d e c d e f rồi, ok đúng rồi, bây giờ apply ở góc trên này nhá, apply ở góc trên này, ok yes, bây giờ sẽ nó update xong, tắt cái này đi. Bây giờ ta vào data, vào cái file vừa nãy phải win rồi đó. Set up thêm mục set up của mình, win đi show. Bây giờ chúng ta sẽ cài cái bản 19.1.8.0.3, mình thấy 1.8.0.3 là 64 rồi, ta sẽ mong cho nó sang ổ đĩa ảo nhé. Bây giờ vào ổ đĩa ảo, đây nó nằm ở đây, để ta mở ổ đĩa ảo trải file setup nhé, ok. Rồi bây giờ bắt đầu cài bình thường rồi, đây mình chọn Win Pro này, xem này, chọn dòng dưới, chọn ổ win này, nó sẽ không được. Bây giờ các bạn phải test đi nhá, test ổ win này đi, yes, xong bạn clear lại new rồi cái vừa test đi, new apply, ok, nó sẽ tạo ra những cái ổ khác vì nó là mình đang là ổ GPT mà, nó tạo ra cái recovery, một ổ recovery mấy ổ ẩn thôi. Rồi, bây giờ nó sẽ để cho một ổ để mình next. Đấy, giờ khi bạn cài xong bình thường, mở lên khởi động lại lên bình thường, xong rồi cài những cái phần mềm mình ấy thôi, ok. Chúc bạn thành công, quan nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nhé. Có gì thắc mắc các bạn bình luận ở bên dưới video, mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Ok, chào bạn.